nó có mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ cũng dễ thương ha. Nhìn thấy giống phố của người Hoa. Cưới à, đám cưới hả? Thêm em. Dạ. Có xe đi bán kem vui ha. Chùa Thái Lan nha, bên quận kẹt không biết tên luôn. Bên này không rành vậy, bên này để nghe mắt con. Thường thì Thái Lan thì họ tu theo phái Nam Tông. Con nghe đốt pháo không? Vui không? Một trăm rưỡi bạc 10 giây. Cây bồ đề nè. Cây giác ngộ. Có ai muốn thành Phật thì ở đây ngồi. Bây giờ mua pháo 1.500 viên. 350 bạc, cỡ khoảng 11, 12 đô á. Ui ra mẹ lớn. Ui ra luôn hả? Mẹ là mở ra coi. Nghe đốt pháo giống Tết mà. Nghe hả? Này chắc cũng cỡ 3 mét à, 3-4 mét gì đó. Coi chừng đứt cái dây đó hết nổ luôn á. Chấm lửa luôn nha. Chấm lửa luôn nha. Chạy chứ không khoan quá đâu, ba để đi à.
bồ đề. Bồ đề tàn bự lắm à. Chú xin lại cái quẹt treo chậu. Oh my god. Phong này là 10.000 viên ha. Để vô kiểu này nó nổ chắc banh cái lồng nó luôn quá. Dành cho đốt nhang nè, đốt đèn cầy vậy nè.
Biết rồi. Này tao đốt nhang á, tao đốt đó để cho mọi người đốt nhang ha. Cầu nguyện đồ để này cài lên cầu nguyện. Cầu nguyện. Để cho nó khô rồi, ta làm cho nó ướt cái ra. Thank you.
Rồi đi lại kia lấy. Ai mày lấy cái đó ra. Lấy cái cùi mày ra nha. Rồi dây gỡ trở lại. Dạ phô lô. Dạ cứ bút đa hẳn tôi đang tin hả. Ở chị đi. Đây là những viên xá lợi trong mấy cái hũ màu trắng trắng á, à, có viên màu xanh, có viên màu vàng, có viên màu trắng đó. Thì ta có đem cho chim nữa để cúng dường, để dùng tiền qua chuyển tiền ở trong. Qua cho tiền. Sư
lại đi. Có gì vui chứ không? Gia đình mình không có nhu cầu coi đó thì gia đình mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi luôn cả gia đình ha. Dạ, mình về khách sạn mình nghỉ ngơi thì mình nhận phòng mình nghỉ ngơi sớm để tại vì bật bon cái đó mình bắt buộc mình phải đi bộ ra đó bởi vì cái đường đó rất là nhỏ. Dạ, xe này chạy vô không được. Thank you.
gạch ha, phút gạch, tên gì, lúc chấp món gạch, cô ăn uống ha, há gạo, cúc chiến, này gì, bánh gì không biết, xúc xích bên trong. How much for this one? 100 grams, 70 baht. 70? 100 grams. 100 grams, 70 baht. 170? Yeah, if I cut this. Một miếng đó như cục phần lên này. Tráng miễn phí được cơ. Bảo xương được cơ. Thấy gì được cơ. Tráng tráng. Giờ chi rô. Giá sân xuân. Bảo xương được cơ. Tráng thấy gì. Chi rô, chi rô. Ngon lắm, có mớ rào.
ăn giống mì ăn ốc dài dài. Rồi ăn mà nghe lông nó dựng dựng. Dạ. Dạ, mũi chích. Mà giờ này không hết có mũi nữa hết. Giống như ăn ốc sò dương vậy, dài. Cay quá hả? Nước chấm nước cay mà ngon. Còn mấy miếng? 3 miếng.